Em họ có đi chợ mua giùm anh hai liều thuốc nhức hàm nha em. Cái hàm của anh sao làm gì hai bữa nay nó nhức quá trời em biết nữa. Đau nhiều không? Đau nhiều thôi đi khám luôn đi. Con nó bị cái gì? Bữa nay chủ nhật có ai làm đâu đi khám. Giờ mua thuốc uống đi. Thứ hai đi khám luôn. Sao rồi anh? Bị gì? Có khám đâu biết bị gì. Là sao? Đi khám mà không có thấy chỗ khám. Anh đi khám ở đâu mà kiếm không thấy? Chỉ trong bệnh viện chứ đâu. Ở trong bệnh viện thì anh đi vô kiếm cái khoa ngăn hàm mặt khám chứ có gì đâu. Anh đau hàm bên trái sao vô? Anh biết thằng Hải không anh? Hải nào? Thằng Hải má nó bán thịt heo đó. À biết. Bạn học anh, còn sao? Nó khùng thấy sợ anh. Nó quen nhỏ đó mấy năm trời mà giờ nó bỏ người ta, nó không quen người ta nữa. Kỳ vậy. Ừ, mà nhỏ này đẹp ngừ, mà đẹp nết nữa. Mà không chịu cứ, vậy mới ghê. Sao uổng rồi trời? Uổng không đi cứ nó đi. Sáng đi chợ gặp má nó. Má nó nói nhỏ đó có tật xấu, bởi vì con ba không chịu cứ. Tật xấu gì? Bình thường thì nó không sao. Mà tới lúc hai đứa cự lộn là nó bị cà lâm mà. Cả buổi về chưa nói được câu nữa. Thằng này ngu dữ ta. Kiếm đâu ra được con vợ vậy trời. Ủa đi đâu nãy giờ vậy em? Bên nhà ăn mai chứ đâu. Nãy giờ nói chuyện cả buổi rồi bánh. Nói chuyện gì nãy giờ cả buổi trời với vậy? Thì cái chuyện nói với thằng ghệ nó đó. Tính tới năm nay là hai đứa quen gần cả chục năm rồi mà ghế nó không chịu làm đám cưới. Kỳ vậy. Trời ơi, quen con cả chục năm giờ kêu làm đám cưới không chịu. Ừ anh, ngừ gì ngộ. Hễ mà con Mai nó nhắc tới đám cưới là nhi nhằn không chịu. Em đi bởi kêu con Mai nó bỏ thằng đó liền cho anh. Gì bỏ? Bỏ sao không bỏ? Trời ơi, có chuyện đám cưới mà cũng chậm chạp. Lỡ mới mốt có ly dị rồi nó lề mề tới cỡ nào nữa. Ôi kỳ vậy trời. Chứ hỏi em cái gì? Tới công chuyện. Ủa đi đâu vậy anh? Anh chạy ra tìm thổi cái. Cái điện thoại anh nó bị gì rồi nè? Hư gì là hư cái gì? Mới hồi sáng mở phá vào khuôn mặt nó ăn gẹt gẹt luôn. Mà nãy mới mở lên không được. Kỳ vậy? Ai biết đâu. Cái điện thoại này nó tới dữ lắm rồi em ơi. Lâu lâu nó không bị này cũng bị kia hả? Anh chạy ra tiệm chỉnh cái là được à. Ê gì nữa vậy? Ông đắp mặt nạ trên hình trên cái mặt ông vậy đó. Điện thoại nào mà thấy mặt ông mà mở. Trời ơi vậy chứ. Cái đó mà ghê chắc mất tiêu luôn rồi quá. Ủa? Đang làm gì vậy em? Đang nấu nước không thấy sao hỏi trời. Nay không đi nhậu sao ra đây vậy? Ôi, em bầu bì thì ở nhà phụ em được gì phụ chứ nhậu nhẹt gì nữa trời. Anh bỏ nhậu rồi. Thiệt không mà nghe. Bữa nay em bỏ nhậu chắc bão luôn quá à. Trời trời. Ghim cậu thường lời nói của anh dữ vậy em. Anh nói anh bỏ là anh bỏ. Gì nữa đây? Alo. Tụi bay nhậu một mình đi. Mày mốt đừng ngủ tao nữa. Tao bỏ nhậu rồi. Bây giờ có nhậu mồi thịt khủng long đi nữa tao cũng không nhậu nữa. Vợ tao đang có bầu mày hiểu không? Cái gì? Mượn đồ khua bia hả? Thiệt chứ. Ăn nhậu có cái đồ khua bia mua cũng không nổi nữa. Thôi khỏi qua đi. Một xíu tao đem qua cho. Thiệt chứ. Mượn đồ khua bia nè. Anh đem qua cho nó à. Chuyện gì của ông mà từ sáng tới trưa mới về vậy? Bỏ cơm luôn. Trời ơi, cơm nước gì? Anh ăn ở ngoài tiệm luôn rồi. Sao nhà nấu cơm sẵn không ăn mà đi ăn cơm tiệm? Thì anh chạy về ăn cơm đó. Chạy về đường về thấy bà kia bà té xe. Mà không ai hay hết á. Anh thấy vậy anh mới chở bà vô cấp cứu giùm. Rồi sao? Nặng không? Ai biết đâu. Anh đưa thẳng vô cấp cứu luôn. Có con đâu biết. Trời ơi, tôi hỏi ông nặng không?
Trời ơi, đã nói là người ta bị vậy, anh gấp quá đưa lên xe anh chở thẳng vô cấp cứu liền, có bỏ lên cân đâu biết nặng. Nói nãy giờ không hiểu em. Ông mới khùng á, nói chuyện với ông hao nước miếng.